Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024. Giải nhất miền Bắc 30624, giải nhì 81802, 56148 và bao gồm các giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 39269. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bước quay thử xổ số miền Bắc lần sau.